Năm nay, TikTok là mạng xã hội có sức tăng trưởng mạnh tại Việt Nam, đặc biệt là qua giai đoạn thực hiện cách ly xã hội để phòng chống dịch bệnh COVID-19 vừa qua. Việc lướt điện thoại để xem những video hài hước trên TikTok đã trở thành thói quen mới của khá là nhiều người dùng mạng xã hội tại Việt Nam. Và lợi dụng điều này, một hình thức kêu gọi đầu tư mới đã ra đời. Nhiệm vụ được giao cho những người tham gia đầu tư trên TikTok là chỉ cần xem video, thả tim hay là bấm theo dõi các tài khoản trên TikTok là đã có thể kiếm được lợi nhuận lên đến hơn 1.700% một năm. Tức là khi quý vị bỏ ra 1 triệu đồng, sau một năm có thể sẽ thu được 17 triệu đồng tiền lời. Nhưng thực tế, cái mà hàng ngàn người đã tham gia đầu tư theo hình thức này nhận về là chỉ là những chiếc bánh vẽ không hơn không kém. Em like dạo cho chị. Follow, thả tim, làm đã ra tiền rồi. Những video quảng cáo như thế đã góp phần kêu gọi người tham gia vào các dự án tương tác dạo kiếm lời trên TikTok. Như chị Tú đã bỏ ra hơn 130 triệu đồng để mua 4 gói nhiệm vụ. Nếu như vào cái gói lớn nhất là 33 triệu thì mỗi ngày bọn em sẽ xem 150 clip thông qua app này. Xem trên TikTok thì một clip sẽ nhận được là 12 ngàn thì sẽ được là 1 triệu 8 một ngày. Và ngày mùng 3 tháng 11 là nó sập, hầu như là mất trắng. Các dự án quảng bá là kiếm được tiền trên TikTok này đều vẽ ra một kịch bản rằng hiện nay trên thị trường có nhiều tổ chức cá nhân mong muốn nổi tiếng, sẵn sàng chi tiền cho TikTok để mua lượng người tương tác dạo. TikTok sẽ dùng nguồn tiền này để thuê người tham gia thả tim video hay bấm theo dõi tài khoản. Và cái bẫy nằm ở chỗ, người muốn tham gia trước hết phải nạp tiền theo từng gói hạn mức để có được số nhiệm vụ mỗi ngày tương ứng. Các gói này được vẽ ra là hàng vốn trong chưa đầy 20 ngày. Lợi nhuận mang về sau đó có thể lên đến hơn 1.700% một năm. Em phải ấn tay như thế, nó lâu. Thì em nghĩ là chắc là bỏ có công sức nhiều như thế này mà ngày được 400 chắc cũng đúng. Các dự án kiếm tiền TikTok sử dụng mạng lưới những người nổi tiếng trên mạng xã hội càng củng cố niềm tin của người tham gia. Như trong khóa học trực tuyến này của ông Nguyễn Thái Duy, người được giới thiệu là doanh nhân hàng chục năm kinh nghiệm. Ông dành nhiều thời gian để nhấn mạnh về các chính sách hoa hồng khi giới thiệu người mới tham gia, để thuyết phục học viên bỏ tiền vào dự án và trở thành đại lý cấp 1 của chính ông. Thưởng làm nhiệm vụ trong ngày, cái này mơ ngon nè. Cái người A đó, họ là hội viên Kim Cương, họ làm nhiệm vụ mỗi ngày là họ được 1 triệu 8, đúng không ạ? Thì bạn được 6% trên 1 triệu 8 đó, đều mỗi ngày. Rồi cái người B mà họ mời á, họ được 1 triệu 8 một ngày thì bạn được 3%. Thực sự cái này mới là cái ngon nhất nè. Thực tế thì món ngon lại khó xơi khi nhiều thứ quy định có dấu hiệu của đa cấp biến tướng được vẽ ra để buộc người giới thiệu người mới không chỉ tốn công mà còn phải tốn tiền. Có cấp dưới của em nạp VIP 4 thì em mới nói tại sao em có cấp dưới nạp VIP 4 mà em không được lãnh 800 ngàn. Mới nói với em là bởi vì em không có đủ cấp độ VIP của người ta nên em không có được lãnh. Nó ép em phải là cấp trên bằng VIP hoặc là cao VIP hơn, nạp cái cấp cao nhất. Chỉ sau vài tháng, các dự án kiểu này lần lượt bị sập, hàng nghìn người tham gia mất tiền với ước tính thiệt hại có thể lên đến hàng chục tỷ đồng. Trả lời phóng viên VTV, phát ngôn viên của TikTok khẳng định không có bất kỳ hình thức liên kết nào với tổ chức cá nhân bên ngoài để thao túng cơ chế của nền tảng nhằm tăng chỉ số tương tác. TikTok cũng đã phát đi cảnh báo liên quan trực tiếp đến cộng đồng người dùng Việt Nam.